hai cầm hai cái dao vậy nè, hai con dao. Hai cây luôn hả? Hai cây. Hai dao là xong. Là xong. Là cầm hai cái tay, nhưng mà kiểu nó đứng qua nó hỏi mà biết nó nói chuyện sao, tại hai vợ chồng nó không có làm chung, mình đâu có biết là nó có chuyện như vậy đâu. Với lại mình không có ngờ. Thì cái câu chuyện chấn động ở Sóc Trăng, thì chồng đã ra tay 20 nhát đã tiễn vợ về với ông bà. Thì hôm nay thì có cái chị nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, sẽ chia sẻ cho cả nhà rõ về cái nguyên nhân vì đâu và cái cụ thể cái câu chuyện như sao. Thì lại mời cả nhà cùng theo lại để gặp trực tiếp cái chị này để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của gia đình nha. Chào tất cả quý vị, tất cả các anh chị đang xem tất cả YouTube của anh em. Thì liên quan đến vụ việc chấn động tại Sóc Trăng, người chồng hờ đã ra tay với người vợ của mình, theo thông tin là đâu đó khoảng 20 nhát dao. Trước mặt của chú chị đó chính là một người nhân chứng chứng kiến cái sự việc ở gần ở cái khu vực mà hiện trường xảy ra vụ án là Bình Dương đó. Chào chị. Dạ. Chị là người mà đưa thi thể của bé Duyên về nhà đúng không ạ? Dạ. Thì cái lý do vì sao mà chị cái lúc đó sao là chị ai báo chị biết là bé Duyên bị cái anh này ảnh ra tay như vậy chị? Tại lúc đầu cái chồng bé gây án xong có gọi cho mẹ, nhưng mà lúc đó quá bất ngờ, tại vì mình không có tưởng là mình chỉ là tưởng đâu là nó nói chơi thôi, chứ không có nghĩ nó sẽ làm thiệt. Nhưng là ít hôm trước nó cũng có hâm là sẽ giết. Rồi mẹ bé cũng điện cho mẹ hay, nhưng mà mẹ có đi điện hỏi, nó nói chị là con chỉ hâm bé chơi thôi chứ con không có làm thiệt đâu. Cái hai hôm sau là xảy ra vụ án vậy luôn đó. Rồi xong là gây án xong điện về cho mẹ là mẹ ơi con xin lỗi chết rồi. Mẹ đâu có tin đâu, mẹ chỉ tưởng đâu là nó nói chơi thôi. Rồi khoảng vài tiếng đến nửa tiếng sau gì đó, cái bạn của bé là làm chung là ở chung với bé đó, cái điện là nói bé Duyên mất rồi, chồng nói giờ con cũng gắng cố nhưng mà cố không có được, giờ bé đã mất rồi. Chị là chị ở gần bé Duyên ở trên Bình Dương không? Không, em ở dưới Long An. Chị ở Long An là hả? Tại nghe tin chạy lên rước bé về thôi. Cái lúc mà mình lên mình nhận thi thể của bé là lúc đó là thi thể của bé là ở trong bệnh viện hay ở đâu? Ở trong bệnh viện á. Chị lúc đó là nếu mà tính ra là chồng bé hại, bé là chết ở trong bên trong công ty rồi. Tại vì ra làm tới giờ 9 giờ á, là ở dưới đây nghe tin là chồng nó giết hại đó, bạn nó gọi về. Cái xong là em đi là đã đưa vô trong bệnh viện ở bệnh viện thành phố Tân Nguyên á. Là lúc đó công an qua lấy lời khai, rồi qua khám phẫu thuật thi thể đó, khám thi thể. Khám nghiệm thi thể ha. Dạ. Lúc chị qua là xong rồi ha. Dạ xong rồi, đang làm nhưng mà công an không có cho vô cổng coi. Thì lúc đó là mấy anh chiến sĩ công an đó có nói với gia đình là khám nghiệm là có cái thông tin là bao nhiêu nhát hay là như thế nào không? Tại lúc đó em cũng không có hỏi nó, em nghe là đâu là cũng 20 giác, tại thấy nghe đâu là, tại vì mình không có ở trực tiếp, chỉ nghe mà nó hai cái tay hai cầm hai cái dao vậy nè, hai con dao. Hai rồi, cây luôn hả? Hai cây. Hai tay hai dao là xong. Là cầm hai cái tay, nhưng mà kiểu nó đứng qua nó hỏi mà không biết nó nói chuyện sao, tại hai vợ chồng nó không có làm chung, mình đâu có biết là nó có chuyện như vậy đâu. Với lại mình không có ngờ, nhìn mặt nó hiền lắm. Hiền lắm ha. Dạ, cái nó thuốc cũng không hút mà rượu cũng không uống nữa. Rồi nói nó chích gì ke ma tí đi, cái đó mình nó ngáo rồi nó không có kiềm chế được bản thân. Nhưng mà nó không có xài mấy cái đó. Sao nhưng chị mà chị biết không xài? Tại vì thấy nó hiền lắm. Thấy nó hiền thôi ha. Dạ, hiền nhưng mà nó nói chuyện với mình nó dễ nghe lắm. Nó dạ dạ thưa thưa không à. Có nghĩa là cái sự việc này gây ra là cả gia đình ai cũng bất ngờ, là không nghĩ là đúng rồi, cái anh cứu tiền tỷ này lại gây ra như vậy ha. Dạ. Chị dạy gì là nó quen mấy tháng là thấy mặt nó người nó rất là hiền. Nó kính trên nhường dưới vậy đó. Chứ nó không có nói chuyện mà hung hăng gì hung dữ với ai hết. Nó lễ phép lắm. Chị có tiếp xúc với Tân Hiếu này bà mấy lần chưa? Tính ra tiếp xúc cũng ít lắm, nhưng mà giống như mình không có ở chung, mình đi làm suốt vậy đó, lâu lâu qua gặp thôi. Nó cũng là em vợ nó là em chồng của em. Nó là
người là vợ là chồng hờ của bé đó. Ừ, chồng hờ đó. Dạ, có qua, mình qua, chị qua, thoáng qua vậy thôi, mình không có ở gần nó nhiều lắm. Rồi chị cho em hỏi cái chồng là chị biết Hiếu này nó làm cái công việc gì không chị? Dạ không, tại mấy đứa, hai đứa nó cũng đang thất nghiệp. Đó, có xuống ở nhà mấy tháng mới lên làm là chưa được nửa tháng là có xảy ra vụ việc vậy đó. Thì chị có hiểu rõ cái nguyên nhân mà tại vì sao mà cái anh Hiếu này ảnh gọi là ảnh ra tay với bé Duyên mà lên đến gọi là hơn 20 nhát như vậy không chị? Dạ. Tại cũng nghe hơi hơi thôi lại là chị nó yêu quá, nó yêu mà yêu ghen á hả? Yêu quá cái sợ mất cái ghen á. Nhưng mà cho em hỏi nè, bây giờ Duyên có quen người nào thêm không mà sợ ghen mất? Cái đó mình nó không có quen, không có biết, không có quen, nhưng mà chắc không có quen đâu, tại hai vợ chồng nó đang ở chung với nhau mà. Ừ. Rồi giống như là nó là ghen quá mà giống nói chuyện với người đàn ông lạ lạ cái thấy nó ghen. Nó thấy người đàn ông dạ, lạ là ghen ha. Dạ. Nó kiểu như nó sợ mất, thương quá mà sợ mất vậy đó. Dạ. Sợ nhỏ này đi bỏ vậy đó. Ừ, như vậy là chỉ là gọi là dạ, ghen tuông. Chỉ là ghen tuông thôi. Nhưng mà ghen tuông mà dẫn đến gọi là cầm hai tay hai cây mà ra tay kinh khủng như vậy đó. Dạ. Thì nó cũng gọi là có một cái gì đó khó hiểu lắm hả chị ha. Dạ. Thì tại hiện trường lúc mà chị đến mà đưa bé Duyên về đó thì bạn, cái người bạn là người chứng kiến rõ nhất cái sự việc là bạn bé Trâm đó, bạn có về đây không? Bạn giờ đang ở trên kia tại vì là nó giết bé Duyên xong cái giờ nó cũng đang hâm bé đó, nó cũng là tính là giết bây giờ là ở trong phòng luôn. Ừ, nó nói là nó giết mấy đứa đó kiểu như là mấy đứa nó cho bé này mà kiểu như ở nhờ gì kiểu như nó ngăn cấm vậy đó. Giống như là mình chỉ đi ở nhà thôi mà giống như nó ghen cái nó nói vậy đó. Như vậy là hiện tại là bé Trâm ở chung phòng với bé Duyên là dạ, cũng đang trong cái tình trạng bị cái tên Hiếu này dạ, là hâm dọa. Đúng rồi. Là giết bé Duyên xong là sẽ ra tay luôn với bé Trâm. Dạ. Cho nên là bé Trâm bây giờ là cũng ở trong phòng không dám ra ngoài đường luôn. Dạ. Giờ bé đông có dám ở với báo bên công an là người ta có là kiểu như là hộ tống bé về mà bây giờ công an người ta nói lại ở đây đi người ta bảo vệ cho nhưng mà lấy đặng người ta lấy lời khai rồi ký tên cái gì đó bé vợ không có dám ra khỏi phòng. Mày ông mày ông trời ơi trời. Như là bây giờ là Trâm trong gia một người chứng kiến vậy đó. Dạ, thì là vừa là bạn từ nhỏ tới lớn là nó học chung người giống mẹ của bé Trâm á, là nghe đâu là mẹ nuôi của bé Duyên này đó. Ừ. Như là thân quá kết nghĩa vậy đó. Là bé Trâm với bé Duyên là hai người làm chung công ty luôn ha. Không biết có làm chung không nữa nhưng mà tại vì ở chung phòng thôi. Người tại thời điểm gây ra vụ án là lúc đó là Trâm đi chung với Duyên. Dạ. Ừ. Nghe là đi Trâm đi chung vậy đó. Rồi bởi vì nó bị xong cả nó chồng nó điện như đây mình đâu có tin đâu, đâu có biết, mẹ không tin luôn á. Cái xong là cỡ nửa tiếng sau là bé Trâm nó điện cho mẹ là nói cô ơi bé Duyên vợ nó mất rồi, chồng nó giết, nãy giờ con gắng cứu mà con cứu không có được, là nó gục tại chỗ rồi không còn thở nữa. Lúc đó là ai là người điện thi thể của bé Duyên vậy? Bên công an á. Rồi giống bên kia là có lúc đầu là có anh nó lên xong lấy số rồi điện cho là nó khám phẫu thuật thi thể xong là rước bé về tầm 4 giờ mấy sáng, về tới đây là 8 giờ sáng. Lúc đó chị vô chị nhận thi thể là chị nhìn thấy em của mình là thấy có nhận ra không? Nhìn nói chung là người mình quen á, nhìn cái bàn tay mình cũng biết là nó nữa. Ừ. Nói chung là nó về á, nó về tới đây là trong người nó không còn một giọt máu luôn. Mấy nhát luôn chị? Ngay bụng, mấy nhát dao là ngay hiện trường nó biết bao nhiêu là nó phẫu thuật mà mổ nhìn cái bàn nó nằm ở dưới nó toàn là máu không. Trời ơi. Chỉ là còn cái xác với cái da mình người mình không còn một giọt máu. Đúng rồi. Còn chủ yếu là đâm vào vùng bụng nhiều quá chị ha. Dạ đúng rồi. Thấy nó như là nó đâm mà nó đâm cái lia lịa với đấy. Có nhiều cái nhát nào mà ngay mặt hay ngay đầu không? Không, không có thấy mặt. Không có thấy. Vậy thấy trên da đây bị cũng một vết sẹo nữa. Trên da như vết sẹo có nghĩa là ở sao chứ? Giống như là nó chém, nó chém xong cái bé nó ngã xong là nó đè lên rồi nó đâm luôn. Nhưng mà nghe anh ta nói á, nó đâm xong không biết nó cố ý, nó cố tình nữa. Nếu mà nó lỡ tay á, thì có thể là nó lỡ tay, nó hối hận rồi nó đưa bé vô bệnh viện chắc không có chết đâu. Nó chống luôn ha. Ừ, nó đâu không phải
là nó bé nó còn giật giật mà, tại vì mình người mình đâu có là chết liền đâu. Ai vô cứu luôn. Ủa, tại ngay công ty luôn ha. Tại công ty là công ty đó nó làm không chỗ khác mà nó bị chém vậy, bé nó chạy ra chạy trốn. Trốn mà nó cũng tha nó. Vô một công ty nó khác dí theo nó đâm á. Rồi nó đứng đó nó canh chừng nào ngõ tắt thở không còn cử động nó mới đi đó. Trời ơi. Là bây giờ nó đang trốn, đang kiếm công an là đi tìm nó xuống. Lúc đầu là nó làm với Long An, là cũng đi xuống Long An đi tới Cà Mau luôn. Là bà con nó với Cà Mau vậy đó. Này không thoát đâu. Này dạ, kiểu như là nó cố tình rồi. Đúng rồi, em nghĩ là nó cố tình hơn là nó lỡ tay. Tại vì một người mà lỡ tay nó chỉ là hối hận có thể là đưa vô trong bệnh viện. Còn này nó biết vậy nó đâm mà biết thấy nhỏ gần chết mà đứng nó canh không có ai vô cứu luôn. Cứu gì luôn vậy? Cái khoảng thời gian đứng canh, cái khoảng thời gian nó rời đi không biết khoảng bao nhiêu phút. Nếu mà lúc đó cứu vẫn được. Dạ, em nghĩ nếu mà nó giận đúng không, đâm cờ một hai dắt dao là vừa rồi. Nó buông được ha. Nó buông được rồi, còn nó cố tình nó giết cho chết luôn á. Sao hôm đó cũng đó căng càng ngăn kịp ta. Tại cũng có bảo vệ vô là nghe đâu là cũng quýnh hai cây đó mà không có xi nhê gì nó chứ. Sao một đống người đó mà đứng như sao? Tại vì nó mới lên làm với người ta không có quen nó nữa. Rồi nó cô vô bệnh viện nói là bảo vệ cũng vô cứu với mà nó cầm dao đâu có ai dám cứu đâu. À bảo vệ có vô can ngăn mà nó cầm nó đứng rồi à. Giống như là người ta cũng quýnh nó nhưng mà nó dí theo người ta xong nó qua nó canh nhỏ này không có cho dao vô cứu luôn. Này là tội cố ý rồi, tại đúng vì rồi, cố ý. Nó lỡ tay nó phải cứu người ta. Tại chứ. Vì á, lúc đầu á nó cũng có hâm là sẽ giết nhỏ này rồi cũng biết ha. Được nhưng mà mình không ngờ là nó chỉ hâm dọ không tưởng là nó sẽ làm thiệt. Cái này là cố ý rồi. Nó cố ý, nó đã báo trước rồi nhưng mà mình không ngờ nó sẽ làm thiệt á. Mình chỉ tưởng là nó hâm là xong là rồi à. Với lại là cái hành động mà gọi là cố thủ ở đó không cho ai vô giúp là hành động quá rõ ràng. Bởi vì là bây giờ bé Trâm nó sợ là con phận. Đúng rồi, nó đang hâm bé, giờ bé không có dám ra phòng luôn. Mà nó đang sống và dòng pháp luật chắc chắn công an cũng sẽ dịch nó thôi à. Chứ bây giờ công an cũng đang đi tìm. Em Viên này có thường hay tâm sự đối với chị không? Dạ ít có tâm sự lắm mà sự chỉ nói với mẹ rồi mẹ kể lại cho nghe thôi. Tại vì mình đi làm không có ở chung gì đó. Vậy là chị lúc đó chị đến là nghe người dân xung quanh đó là kể lại là lúc đó là có bảo vệ vô can là dạ. Cũng nghe là có camera nha. Trong công ty cộng bảo vệ mình lúc nào cũng có camera hết trơn, là chưa tới vô ấy đâu, vô trong giờ vừa dậy chạy vô cổng là nó dí theo là chém một nhát cái nó nằm nó gục xuống rồi nó giống rồi nó té đó, giống như là vậy đó, đâu có chạy đi đâu được nữa. Là nó có cái tay nó hai cầm hai con dao mà nó đâm lia lịa mà hai tay hai dao luôn. Đúng rồi, làm như là đấy là nó cố ý nó giết nó thủ sẵn trong người hết rồi. Trời ơi, vậy cái này mục đích ban đầu là cố tình giết cho nạn nhân. Thằng này chắc trước đó phải có cái gì đó nó có thấy gì không chị, mà sao mà mức độ mà sao nó hung hăng dữ vậy không biết nữa, mà mình không ngờ nó làm gì luôn ha. Tại với lại mình chuyện vợ chồng đó mình đâu có biết. Nó chị mới quen vài tháng nay thôi. Nhưng mà bé Trâm nó có kể lại là lúc mà ở chung phòng với bé Duyên đó thì thằng này có đến quậy phá hay là chửi bới gì không? Có nghe bé nói là lúc đầu thì nó nhắn tin. Cái sau á là kêu bé này đi theo mà giống như là nó ở nhờ người ta, nó chưa có đi đó, đặng nó làm hết tháng nó mới đi. Là nó lấy cái dao á, là đóng cửa mà nó giục con dao á chứ sướng chứ cái kết cửa mình nó nói là tao sẽ cái dao nó tới giục cho nhỏ coi luôn mà. Trời, nhỏ đóng cửa nó rung mà nó điện cho mẹ, nói mẹ con sợ lắm, giờ nó qua lấy cái dao nó hâm gì con sợ cho mẹ nè. Vậy không, vậy mà sao không khuyên cho về luôn đi ha? Không. Tại bé nó gắng làm đặng hết tháng cái nó về nó dạy bữa nó tại nó thấy con dạy bữa nó hết tháng đặng nó cũng nghĩ đi làm rồi, mình đâu có nghĩ là chồng làm hai mấy ngày rồi cũng tới ngày lãnh lương rồi cũng gắng thêm vài bữa nó để lãnh lương để có tiền để mới về được. Vừa làm vô làm chưa lãnh lương mà chưa có đồng bạc luôn á, là vừa làm được có mấy ngày là bị luôn. Chắc có lẽ có cái chuyện gì đó mà này nó phát cù phát ghen hoặc có thể đọc đầu tin nhắn hay thấy hình ảnh nào đó rồi nó làm vậy luôn. Ghen quá nhưng mà để yêu quá, yêu một quá người mà sợ vậy đó. Một người mà theo chị nói là rất là hiền rồi không có sử dụng rượu bia hay là cái này kia hết mà để mà ra tay một cách gọi là giả mang như vậy thì nó có lẽ cũng phải có một cái nguyên nhân sâu xa, có lẽ gia đình chưa hiểu được. Để cho công an họ làm việc thì bắt được nó đi. Bây giờ mong sao có vậy, nó đang nếu mà giờ nó lỡ giết rồi là nó lỡ nó mất rồi mình tức cũng tức, nhưng mà mong cái
bắt Đức nói xong mình cũng muốn biết lý do sao mình nó làm nó ra tay như vậy thôi. Nhưng mà biết lý do bây giờ chị có tha không? Cái đó là nếu mà phạm tội thì pháp luật sự theo tội chứ mình đâu có biết cậy. Nếu mà nhỏ bị thương cũng có thể là tha được. Tại giờ nó mất rồi. Bây giờ thành ra chồng thì bỏ trốn ở tù, nếu mà bắt được thì ở tù cũng ngỡ tới chết à. Mà vợ thì mất con thì giờ mẹ một côi mẹ lẫn cha luôn. Ừ. Nói thẳng ra gia đình là bây giờ quyết tâm là không bãi nại đó. Không bãi nại đó. Bởi vì cho pháp luật làm việc đó. Cho pháp luật làm việc, xử theo pháp luật đi. Tại giờ mình cũng đâu có biết là câu chuyện vợ chồng làm sao đâu. Dạ. Mà dù cho bất cứ cái nguyên nhân gì cũng không được ra tay như vậy. Đúng rồi. Nếu mà nó tức quá nó lỡ tay mà nó đâm một cái thì nó đem vô bệnh viện, nó nhỏ nó không có chết đâu. Cái này là nó cố tình giết cho chết rồi, là nó cố tình, nó có ý nghĩ đó rồi, mình đâu có tha nó được. Nội cái chi tiết mà đứng mà canh mà không cho ai cứu là biết rồi. Cố tình rồi. Cố tình. Thôi để cho bên công an họ tìm điều tra này. Rồi nói chung là em có, tụi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều chia sẻ về cái câu chuyện này. Và theo như cái lời chị chia sẻ thì quả thật thì cho dù bất cứ lý do gì thì cái tên này cũng là một cái tên gọi là ra tay một cách vô cùng dã man. Đúng rồi, một con người tính ra là con cái mình sanh ra giống như là mũi cắn mũi đốt gì mình cũng thương thấy xót, đúng không? Đâu có dám mà quýnh đâu. Đâu được quyền. Đúng có quyền, nhưng con này là mạng sống của một con người mà nó dám ra tay vậy là nó hết thuốc chữa rồi. Dạ. Nó không phải con người nữa rồi. Ừ. Nhưng mà trong khi đó là người vợ là nó rất là thương luôn. Ừ. Phải chi hồi đó nó qua đây nó hâm he, nó giết nhỏ này nó hơi hung dữ á. Ừ. Thì quýnh đập mình nói là thằng này nó có tật gì rồi mình biết để mình còn đỡ mình tránh. Còn này nó biểu hiện rất là thương luôn, nhiều khi nó giặt đồ nấu nướng cho ăn rồi bới cơm mà đút tới tận miệng mấy luôn. Mấy thằng vậy mới khó đề phòng mấy. Nhưng mà chị có nghĩ đó là cái cách mà cái chiêu bài của anh này anh không? Em nghĩ là nó này là nó quá thương vợ mà sợ mất vợ. Mà kiểu như là con người mà đi làm công ty là có người này người kia, đâu phải một mình đâu. Thì nói chuyện loa lại vậy đó, giỡn đùa, chắc em nghĩ chắc nó ghen quá. Nói chung là 10 con gái phụ nữ mà nếu mà mình có nhan sắc một tí nữa thì vô là bị anh này anh kia anh chọc ghẹo là bình thường đó. Chọc ghẹo mà chọc chơi vậy đó. Ừ. mình đâu có ngoại tình ngoài gì đâu. Còn khi mà anh này anh có cái tính ghen kiểu mà thái quá thì mình bó tay rồi. Nói chung là cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Chúc chị gọi là nhiều sức khỏe. Bây giờ lo hậu sự cho bé nha chị nha. Dạ.